Tiểu Bạch, hình cậu đang cầm trên tay là logo mới của tập đoàn hả? Vâng. Nghe nói phải bỏ cả đống tiền ra để mời nhà thiết kế nước ngoài thiết kế lại suốt hơn một năm đó. Cái này khác với chỗ cũ ở chỗ, theo như nhà thiết kế trình bày thì đã bỏ chữ in hoa cao ngạo ban đầu để đổi thành chữ thường, thân thiện, lấy khách hàng làm trung tâm, thể hiện phương châm xây dựng kế hoạch, lấy con người làm gốc của Cao Phát chúng ta. Sửa hay ghê. Hai người vẫn chưa biết hả? Không đổi logo nữa. Nghe nói hình như là vì chủ tịch không nhìn ra được là đã sửa cái gì. Không đổi thì tuyệt. Tôi đã bảo cái cũ đẹp mà. In hoa mới khí thế. Cơ mà trưởng nhóm Cát này, thực ra so với logo mới thì có cái này mãi tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc bức tranh ở sảnh thang máy có ý nghĩa gì vậy à? Cậu nói bức tranh này hả? Tôi nói cậu nghe, bức tranh này là họa sĩ nổi tiếng vẽ đấy. Nghe nói họa sĩ này vốn hừng hực khao khát, tư duy tinh tế, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng lúc mới đặt bút vẽ. Chúng ta là công ty công nghệ thì vẽ một bức không gian vũ trụ, chủ tịch thấy sao ạ? Tốt nhất là thể hiện được các ngành tổng hợp khác của công ty chúng ta, như ô tô và kiến trúc chẳng hạn. Con vật tôi thích nhất là gấu trúc đó. Phải làm thế nào cho hợp lý mới được. Hay quá. Đúng, ý này. Hay lắm. Hay. Chính sách của công ty là không thể xa rời nhân tình thế thái được. Cái này thì liên quan gì đến nhân tình thế thái ạ? Quá trình là nhân tính, kết quả là thế thái đó. Tập 3, nhân viên thực tập con nhà giàu là một trải nghiệm như thế nào? Không xui đến mức gặp phải anh ta đâu nhỉ? An toàn rồi. Tôi thấy con người của trưởng nhóm Phạm, cảm nhận của cá nhân tôi thôi nhé. Bình thường thấy cô ấy rất ít nói ít cười, thực ra trong lòng cô ấy đảm bảo. Chào buổi sáng. Trưởng nhóm Phạm, có buổi họp tầm nhìn chiến lược trong ngành, cô phải đích thân tham dự đấy. Trưởng nhóm Phạm, phòng tài vụ của tập đoàn có thắc mắc với ngân sách của dự án màn hình lớn Cao Phát, muốn có một cuộc họp ngắn với chúng ta. Đúng thế, trưởng nhóm Phạm, việc nghiên cứu nội bộ là hai nhóm chúng ta phải cùng nghiên cứu. Đúng đó, bên tôi thì thấy chỉ cần cô đích thân đi thì dễ sắp xếp thời gian rồi. Bên tôi khá gấp đấy, bên tôi thì sẵn sàng nghe cô sắp xếp. Trưởng nhóm thì hiếm lạ lắm chắc. Chỉ cần phó nhóm là tôi đây không phối hợp thì cô ta cũng chỉ là đội quân một người thôi. Tuy tôi chỉ là một phó nhóm, nhưng dưới trướng tôi có một nhân viên mới rất nghe lời. Tôi phải cho cô ta biết, người mới được Lý Thiên Nhiên này bồi dưỡng còn giỏi hơn cả cô ta. Tiểu Bạch, ở đây một lát.
Tôi hỏi cậu, cậu có muốn trở thành người mới xuất sắc nhất công ty không? Muốn ạ. Tốt lắm. Cậu có muốn nhanh chóng trở thành tay lão làng chốn công sở không? Muốn ạ. Thế thì cậu hờ rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ truyền cho cậu toàn bộ bí kíp chốn công sở mà cả đời tôi đã học hỏi được. Thế nào? Bọn mình tiêu diệt cô ta không còn manh giáp nào luôn. Sao thế? Không tự tin hả? Anh Thiên Nhiên ơi, tài liệu kia, tài liệu bị sao? Tôi mới viết mà. Tài liệu của tôi đâu? Phím xóa chứ gì? Tao gỡ mày ra luôn. Khoan đã. Trưởng nhóm Phạm, đây là trà sữa ở tiệm trà sữa mới mở hả? Đúng rồi, sao vậy? Trưởng nhóm Phạm, tôi phải phê bình cô đấy nhé. Uống trà sữa mà lại uống mạnh thấy được à? Cũng chẳng thèm mời mọi người uống gì cả. Lần sau tôi mời. Tiểu Bạch, sao vậy anh Thiên Nhiên? Nhìn thấy gì chưa? Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho cậu bài học đầu tiên ở chốn công sở. Ăn mảnh ở nơi làm việc luôn là điều tối kỵ, nhất là với nhân viên mới. Mời cậu uống một ly trà sữa, không tốn kém, lại còn gắn kết được mối quan hệ với đồng nghiệp, cớ sao lại không làm? Khi nãy trưởng nhóm Phạm vừa làm mẫu sai rồi đấy. Tiếp theo phải xem cậu thế nào rồi. Phải mời hết thật hả anh? Cậu kẹo kéo thế làm gì? Không cần ngày nào cũng mời, nhưng lần đầu tiên luôn phải thể hiện một chút. Tôi hiểu rồi. Cơ Mạnh Thiên Nhiên ơi, WeChat của tôi chẳng có mấy đồng, tôi phải chuyển tiền qua trước đã. Nhìn cậu là biết một người biết lo liệu rồi. Vậy đi, chỗ sư phụ có phiếu giảm giá 5 tệ, tài trợ cho cậu đấy. Cầm lấy. À đúng rồi, ly của tôi 50% đường thôi. Vâng. Anh Thiên Nhiên ơi, trà sữa đến rồi. Ơi, ôi chao, tốt lắm. Các bạn đồng nghiệp ơi, đây là Tiểu Bạch đồ đệ của tôi, mới đến công ty mời mọi người uống trà sữa. Cho tôi một ly. Thiên Nhiên à, có một sư phụ tốt như cậu bảo kê, thằng bé này không đi nhầm đường được đâu. Đúng anh nhỉ? Chủ nhóm Phạm, Tiểu Bạch mời mọi người uống trà sữa này. Lấy một ly đi. Cô có uống nổi không? Thôi khỏi, tôi mới uống xong. Cảm ơn nhé Tiểu Bạch. Vậy tôi uống giúp cô nhé. Làm tốt lắm. Bọn mình ngon lành rồi. Anh Thiên Nhiên này, chỗ này giao lại cho anh đấy. Tôi phải đi phát hết chỗ trà sữa còn lại đây. Chỗ còn lại, mấy ly trà này đủ cho phòng mình rồi mà. Còn ai nữa? Anh bảo tôi là phải mời tất cả mọi người uống trà sữa còn gì. Tôi còn chạy hẳn đến phòng nhân sự đi hỏi xem công ty mình có tổng cộng bao nhiêu người luôn đấy. Bao nhiêu người? Anh đặt tổng cộng 893 ly trà sữa, vị chi là 20.539 tệ. Dùng một phiếu giảm giá 5 tệ nữa là 20.534 tệ. Anh xem đã đúng chưa ạ? Tính cả bảo vệ lao công trong công ty là 893. Đúng, không sai. Ký tên giúp tôi với. Được, cảm ơn anh, vất vả rồi. Không có gì. Vậy là tổng cộng 893 ly trà sữa, không thiếu ly nào. Anh Thiên Nhiên, cảm ơn anh đã chỉ bảo tôi. Cảm ơn cả phiếu giảm giá của anh nữa. Tôi phải đi phát trà sữa đây. Anh lo phần ở đây nhé. 893 ly. Chào mọi người, tôi là Bạch Mã Soái ở phòng kế hoạch 3. Cảm ơn Bạch Mã Soái. Chào mọi người, tôi là Bạch Mã Soái. Cảm ơn cậu, cảm ơn Tiểu Bạch. Tôi là nhân viên mới ở phòng kế hoạch 3. Mời mọi người uống trà sữa. Mong được mọi người quan tâm giúp đỡ. Mời mọi người uống trà sữa. Bạch Mã Soái phòng kế hoạch 3. Là ai? Nhân viên thực tập mới đến à? Cũng biết điều nhỉ? Sao lại lạnh thế này? Có ý gì hả? Ám chỉ với tôi là thói đời bạc bẽo à?
Vấn đề của cậu nhân viên thực tập nhà tôi không phải là khó bảo, mà là mới bảo một câu, đã làm trước chục câu. Tối đa 100 điểm, cậu ta cứ phải thi được 120 điểm cơ. Ngay cả chủ tịch cũng chưa mời cả công ty uống trà sữa bao giờ. Trưởng nhóm Phạm Thiên Nhiên, ngày mai trưởng bộ phận Ngư phải tham dự diễn đàn hợp tác ngành. Hai người xem ai dẫn nhân viên thực tập đi với nấy đi. Tôi đi không tiện lắm đâu. Tôi mới đến, rất nhiều công việc vẫn chưa quen. Để tôi đi cho giám đốc Diêu. Nhất định tôi sẽ thể hiện thật tốt. Nhưng Phạm, thế thì tốt quá. Vất vả cho Lý Thiên Nhiên rồi. Giờ tôi sẽ về gửi hết PPT cho anh. Tan làm thôi. Chào giám đốc. Chào Thiên Nhiên. Đã đến giờ tan làm. Về nhà là quan trọng nhất. Trưởng nhóm Phạm mạnh mẽ, dứt khoát ghê nhỉ. Nhanh gọn. Được thế Thiên Nhiên đi đi. Về nhớ lướt qua PPT phát biểu của tập đoàn chúng ta một lượt. Có mấy dữ liệu mai phải đối chiếu với trưởng bộ phận Ngư trên máy bay đấy. Anh yên tâm. Nhất định tôi sẽ làm tốt công tác đảm bảo. Ừ. Còn chuyện gì à? Ơ hay, sao lại bán không vé thế nhỉ? Bọn tôi cũng đi công tác với sếp. Sếp của bọn tôi vừa lên rồi. Chúng tôi không lên thì phải làm sao? Cô xem giúp xem. Còn vé nào không? Xin lỗi, chúng tôi làm theo thứ tự check-in thôi ạ. Hơn nữa trên máy bay đúng là đã hết chỗ thật rồi. Tiểu Bạch, gặp phải vấn đề gì hả? Anh Thiên Nhiên, chắc bọn mình đến muộn quá. Chuyến bay này hết chỗ rồi. Bọn mình này phải đi chuyến sau thôi. Vậy sao được? Lúc nãy trưởng bộ phận Ngư còn nói là lên máy bay xong phải đối chiếu tiến trình của hội nghị với bọn mình. Chuyến này có phải bám cánh máy bay cũng phải đi. Gặp rắc rối đừng có cuốn. Để sư phụ dạy cho cậu kỹ năng xử lý rắc rối. Chị gái ơi, người tiếp theo. Đều là dân làm thuê với nhau. Ra ngoài kiếm miếng cơm manh áo cũng đâu dễ dàng gì nhỉ. Chăm chút chút đi. Cô Liễu đúng không? Cô Liễu. Tên tôi là... Bảo vệ. Đừng. Anh Thiên Nhiên, mình đi thôi. Mau. Đi đâu? Tôi gọi điện cho cậu tôi. Cậu tôi đã đổi hai chỗ hội viên với hãng hàng không rồi. Mau lên. Mình qua kia đi lối cho khách VIP. Cậu nào? Không là trễ đấy. Cậu nào của cậu cơ? Tin được không vậy? Xin chào, mời vào trong ạ. Xin chào, mời vào trong. Tiểu Bạch. À thì, lát cất cánh xong, cậu đưa tập tài liệu này cho trưởng bộ phận Ngư nhé. Tranh thủ thời gian làm việc trên máy bay. Chính là cuộc sống chốn công sở trong tưởng tượng của tôi đấy. Làm gì đấy? Sao lại ngồi đây? Ra khoang phổ thông đằng sau chứ. Xem lại chỗ giúp tôi với. Chào anh. Đây là chỗ ngồi của anh ạ. Hả? Anh Thiên Nhiên, mau ngồi đi. Ngồi đi. Ơ kìa. Xin mời vào trong. Xin mời, mời vào trong. Thế này là thế nào? Anh yên tâm đi. Anh đừng nói với tôi. Tiêu chuẩn khi đi công tác của nhân viên bậc 6 trở xuống như bọn mình là hạng phổ thông. Nhưng tôi bảo cậu của tôi nâng hạng miễn phí cho bọn mình. Anh yên tâm, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề chi phí đâu. Anh Thiên Nhiên thấy sao? Không làm anh mất mặt chứ hả? Đáng tin đấy. Cô ơi, cho tôi lon bia. Cảm ơn. Vâng, xin anh đợi một lát. Hai lon. Vâng ạ. Anh Thiên Nhiên xem này. Im lặng. Ngủ đi. Anh Thiên Nhiên, im lặng đi. Không ngủ được. Xin lỗi, tôi mới đáng xấu hổ. Tôi không xứng. Tiểu Bạch à, nghe anh dặn cậu này, chốn công sở vẫn còn rất nhiều quy tắc ngầm. Cậu phải học dần đi. Đi thôi. Đi đâu đấy? Bên kia mà. Ơ kìa. Bên kia kìa. Hai anh, vào xem phòng này có được không ạ? Ừ, cảm ơn. Được lắm. Thấy sao? Gì đấy? Đây là quy tắc ngầm chống công sở ạ. Nghĩ đâu vậy? Bây giờ sư phụ sẽ dạy cho cậu bài học thứ ba ở chống công sở. Chỉ tiêu mà công ty đặt ra là gì? Cậu tôi, trưởng bộ phận Ngư, tổng cộng 3 phòng. Nhưng nếu tôi với cậu ở chung một phòng sẽ tiết kiệm được tiền thuê một phòng. Bọn mình cưa đôi chẳng ngon quá à? Đây gọi là phần thưởng khi đi công tác đấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi anh Thiên Nhiên ơi. Tôi có cách nhân đôi phần thưởng khi đi công tác đấy. Nhân đôi gì? Đi theo tôi. Đôi điếc gì? Từ, nhân đôi phần thưởng gì cơ? Bên này có cả người đi qua là sao? Đợi tôi với. Tiểu Bạch, đi đâu đấy?
Cậu đi đâu thế hả? Ơ hay, cậu im lặng là sao hả? Sắp đến rồi anh ơi. Sắp đến cái gì? Tiểu Bạch, đây là khách sạn 6 sao hả? Đúng ạ. Bọn mình đến đây làm gì? Anh Thiên Nhiên, là vậy này. Anh xem, chỉ tiêu công ty đặt cho bọn mình là trưởng bộ phận Ngư, anh, tôi, tổng cộng 3 phòng. Nhưng nếu bọn mình ở khách sạn của cậu tôi, thế thì sẽ tiết kiệm được 2 phòng nhân đôi phần thưởng khi đi công tác. Vậy là khách sạn này là của cậu tôi. Sao hả anh Thiên Nhiên? Tôi học có nhanh không? Cậu... Alo Thiên Nhiên à, cậu mới mở khu du lịch nông thôn, bia rượu đồ nướng lẩu liếc, nhà tắm chà lưng, nhà nghỉ cái gì cũng có. Cuối tuần nhớ đến chơi nhé. Vâng cậu cả, thế nhé cậu. Ai mà chẳng có ông cậu mở khách sạn chứ. Chào giám đốc Diêu, chào giám đốc Diêu, chào Thứ Tư, Thiên Nhiên. Nói chứ hai người rõ là xa, ngày này cũng đi làm sớm mà không ăn sáng à? Wow. Giám đốc Diêu, Tư Tư à, bữa sáng là phải chú trọng phối hợp dinh dưỡng đấy. Sáng ra là phải. Anh Thiên Nhiên, tại tôi làm chưa đủ tốt ở chỗ nào hả? Sao tôi lại thấy giám đốc Diêu không thích tôi lắm nhỉ? Bài học thứ tư ở chốn công sở, đừng bao giờ lái xe xịn hơn của sếp, rồi lượn lờ trước mặt sếp, biết chưa? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở đây có một cái ô thì phải. Ở đây à? Đây à? Cao cấp đấy. Anh Thiên Nhiên, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi hả? Hiểu rồi thì tốt. Đi. Chào giám đốc Diêu. Chào, chào. Anh Thiên Nhiên, giám đốc Diêu. Chào buổi sáng. Hôm qua nói với tôi xong là tôi đổi xe luôn. Thế nào được chứ? Tốt lắm. Được đấy. Thế anh nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Tốt gì mà tốt. Xe mới. Còn đeo găng tay nữa chứ. Tiểu Bạch, cậu vào thảo luận với phòng thị trường về bản khảo sát nhé. Mã soái, trà sữa hôm qua uống ngon lắm, cảm ơn. Tiểu Bạch, nghe nói cậu có người quen ở hãng hàng không hả? Có xin được vé giá rẻ cho kỳ nghỉ hè không? Không trách anh được, nhân viên thực tập xuất sắc quá mà. Tiểu Bạch, cảm ơn trà của cậu nhé. Mã soái, làm gì đấy? Anh Thiên Nhiên, đúng lúc tôi phải in mấy thứ, nhưng mấy in không biết dùng mà. Không biết dùng máy in. Biết ngay mà. Chuyện nhỏ. Dành Thiên Nhiên sẽ dạy cho cậu bài học thứ năm ở chốn công sở. Anh bạn nhỏ à? Được trang bị hộp mật chống nghè, máy quét laser HD 30 trang mỗi phút, bộ nhớ trong 128MB, độ phân giải 800x600, hộp hỗ trợ truyền Bluetooth, điều khiển từ xa, tập âm lớn nhất của nó đến từ tiếng rơi của giấy. Tôi có Rolls Royce của riêng tôi. Hôm nay không phải bonus. Thời tiết cũng đẹp ghê nhỉ.
Hai người xem, quả bóng này không khỏi làm tôi nhớ đến năm tôi 6 tuổi, quà sinh nhật mà bố tôi tặng tôi chính là một quả bóng gớp. Tôi nhớ hôm đó tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, bố tôi đang đi dạo một mình trên đường. Bỗng dưng một quả bóng từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt bố tôi. Ông ấy thấy xung quanh không có ai, bèn nhặt quả bóng đi về làm quà sinh nhật tặng cho tôi. Thế bố của cậu cũng thương cậu đấy. Tôi cũng có kỷ niệm giống với anh Thiên Nhiên. Mã Soái à, đừng nói là quà sinh nhật cậu nhận được cũng là bóng gớp đấy nhé. Không thể nào, gia đình cỡ Mã Soái thì tôi nghĩ kiểu gì cũng phải là gậy đánh gốp chứ. Cũng cỡ đấy à. Thế thì bố cậu cũng chỉ thương cậu vừa vừa thôi. Là con nhà giàu mà sinh nhật lại đi tặng cậu gậy đánh gốp, thế thì keo quá. Công nhận, con nhà giàu cơ đấy. Sân gớp Bạch Mã. Nhân viên thực tập Tiểu Bạch đang cố gắng học hỏi. Tiểu Bạch, có tin nhắn, cậu đọc giúp tôi. Đề xuất chỉnh sửa, trưởng bộ phận ngư. Trả lời hỏi anh nhé, trả lời đi. Đã nhận được, vất vả rồi. Ok. Tôi phải dập đầu tạ tội gấp. Tôi sai rồi, sao cậu trả lời là vất vả rồi thế hả? Cậu điên à? Ơ, có vấn đề gì à? Thì đúng là trưởng bộ phận ngư đã vất vả vì phương án làm việc mà. Tiểu Bạch, Lý Thiên Nhiên chưa dạy cậu hả? Có cả đống quy tắc khi trả lời cấp trên đấy. Như kiểu vất vả rồi là từ mà cấp trên thường dùng để động viên cấp dưới. Bọn mình không được trả lời kiểu đấy đâu. Thì ra là vậy. Cảm ơn trưởng nhóm Cát đã chỉ bảo. Còn cảm ơn tôi nữa chứ. Xem ra cái cậu Lý Thiên Nhiên này chả dạy cậu được cái gì. Không như năm xưa tôi hướng dẫn nhân viên thực tập phải gọi là chu đáo cẩn thận, không hề giấu nghề. Được làm giám đốc rồi kia kìa. Trưởng nhóm Cát, giám đốc Diêu á. Ban đầu là vậy đấy. Trưởng nhóm Cát, trưởng bộ phận ngư lại gửi mục tiêu làm việc này. Tôi trả lời họ anh nhé. Không được trả lời vất vả rồi đâu đấy nhé. Ok. Biết rồi, anh làm việc đi. Tiểu Bạch, cậu Cát Hoa Hoa, cậu làm phản đấy à? Bà văn phòng của tôi ngay. Đến đây ạ. Cậu giết tôi rồi. Đến đây ạ. Vậy cũng không được nữa hả? Ciao.
又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。笑着笑着又傻了，是的，我没做什么，但我确定我错了。